6 cách đánh giá bất động sản tiềm năng cho nhà đầu tư. Phần 1. 1. Cần ước lượng bất động sản đang được giao bán và cho thuê. Để đánh giá bất động sản tiềm năng, nhà đầu tư trước hết cần phải cân nhắc được số lượng bất động sản đang được giao bán hoặc cho thuê tại khu vực đó hiện như thế nào. Những bất động sản có nhu cầu cho thuê cao, lượng người thuê tiềm năng thì bất động sản đó cũng có thể đảm bảo được tiềm năng phát triển, tăng giá hoặc mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhà đầu tư từ cho thuê. Tuy nhiên, với những bất động sản cho thuê thì nhà đầu tư cũng cần phải cân nhắc khả năng tài sản bị hao mòn quá mức ảnh hưởng tới lợi nhuận của nhà đầu tư. Do thế nên trong quá trình đánh giá tiềm năng bất động sản, nhà đầu tư cần xem xét cẩn thận nhu cầu ở hoặc cho thuê tại khu vực đó, ước lượng số bất động sản đang được cho thuê hay giao bán nhằm cân nhắc tiềm năng tăng giá của bất động sản này. Thường những bất động sản có thị trường đã bão hòa, số lượng căn hộ được giao bán quá lớn thì nhà đầu tư có thể tìm kiếm tới những giao dịch giá hời khi nhà đầu tư nóng lòng bán ra. Nhưng số lượng căn hộ đó nếu được giao bán ít đi thì chi phí đầu tư phải bỏ ra để sở hữu bất động sản tại đó cũng lớn hơn nhiều, rủi ro kèm theo cũng cao hơn. Theo dõi các cách đánh giá bất động sản tiềm năng chính xác nhất hiện nay ở phần sau bạn nhé. Vào ngay gulen.vn để kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem tất cả các loại bản đồ quy hoạch trên toàn quốc.